Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Lan Ngọc đã làm gì để sự quyến rũ của nàng đã va phải ánh mắt của khán giả mất rồi? Ninh Dương Lan Ngọc vẫn thường hay có những clip nhảy cùng chị em trên các nền tảng mạng xã hội, từ bắt trend TikTok đến tự sáng tạo điệu nhảy. Lần này, nữ diễn viên đã bắt trend Đâm Đâm của Showme với một phiên bản siêu quyến rũ. Mặc dù bắt trend hơi muộn một tí, nhưng xinh đẹp là điểm cộng to lớn lấn át cả sự muộn màng. Nhiều khán giả để lại lời khen cho thân hình mỏng manh và sự xinh đẹp không khác gì idol Hàn Quốc của Lan Ngọc. Lan Ngọc chọn chiếc áo crop top hồng kết hợp cùng chân váy trắng đơn giản, nhưng lại vừa đủ quyến rũ, vừa đủ sự trẻ trung và cũng vừa đủ sự năng động. Mặc dù nữ diễn viên đang kèm trạng thái nhảy như con lãi, thế nhưng nhiều khán giả vẫn phải dành lời khen cho cô nàng vì nhan sắc tươi mới, động tác dứt khoát và đặc biệt là vô cùng quyến rũ. Khả năng cảm nhịp của Ninh Dương Lan Ngọc tốt nên cô nàng cũng không trượt nhịp nào trong video mới này.